Rồi, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay em về lại được cái con pin Oliver 2500 này. Và ngày hôm nay thì nó về một cái giao diện khác. Là cái phần lưới lo của chúng ta có một cái màu đỏ cam rất là đẹp. Nó giống như cái màu của Hermès ha, rất là thời trang và fashion. Thì cũng giống như là cái con màu đen trước thì con này có thể chơi được cái phần CD và phần cassette. Đấy. Và cái phím này là phím cảm ứng, khi mà chúng ta mở ra thì nó sẽ đưa ra ha. Rất là đẹp. Đây là cái phần đĩa CD. Nên em thấy ha, đây là cái cách của nó thao tác. Và cái phần là phần băng cassette. Thì đối với tất cả những cái dòng mà pin Oliver á, mà khoảng từ 2500 á, thì chúng ta được một lợi thế là chúng ta có thể chơi được băng cassette như thế này. Và ở phía hai bên hông nó có một cái đèn rất là đẹp ha. Thiết kế của pin O gần như là nó gần như là trường tồn á. Tại vì ở vào năm 1900 thập niên 90 á, mà nó đã thiết kế ra những cái form dáng như thế này rồi, đặc biệt là khó bị lỗi thời. Bây giờ em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh của em nó cho anh em nghe. Đây là những một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng về chất âm, không cần phải bàn cãi gì quá nhiều. Sẽ test cái phần băng cassette cho anh em. Để chơi băng cassette thì chúng ta sẽ bấm vào phần tab này nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ bật lên. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im, nỗi buồn soi đá. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.